Chình chình chắc. Thấy dàn luôn à. Tướng lấy lực lưỡng không? Nhỏ con với tướng lực lưỡng không? Đô không? Chai, chắc con chứ mình thịt không à đầy tay chân ổ đùa. Nó đâu có nhỏ, thằng này đâu có nhỏ, cũng vừa vừa với lớn à, không nhỏ đâu. Con ý hồi đó sanh 3,5 kg mà nuôi hơi nhỏ. Mà bên nó đặc đẹp không thì nó bằng phút. Tại vì đúng rồi. Ừ. Nuôi nữa. Thằng này nó giống cha, nó cũng nhỏ con thôi. Nuôi dữ lắm mà mình dạng cái phơm như vậy đó. Ừ. Nhưng mà anh Thạnh á, anh nói chính thằng Chi với thằng Bình đó là nhỏ đó mà qua bển nó cho uống sữa Mỹ đó là sau này nó nó cao hơn ta. Chình chình chà. Chình chình chà. Hai hộp. Cho ngậm luôn, quất về luôn. Cho mà giờ luôn. Mà nó cao hơn con. Ở giờ mạnh đi coi. Được có một cái kêu đi kêu Quy lại lụm nhìn đi. Gớt rồi. Gớt ở đâu rồi con? Chỉ ơi. Chỉ Quy ơi. Gớt ở đâu rồi? Nói gì nhớ chừng. Thương cái nước là nào giờ tối không có quậy. Đêm á. Đó bụng thì trời ơi. Giỡn Thành kìa. Giỡn với Thành đây con. Đâu Thành đâu. Thành đâu lâu quá không gặp Thành hết con. Trình Trình ơi thôi. Miễn là nó đói bụng thì nó kêu mình. Kêu mà mình không hay hả chứ lần không còn vậy đó. Vậy hả? Ừ. Đó, cái bắt đầu mình đưa mình sữa là nó ịnh xuống à. Ịnh xuống nó bú hết mình sữa là nó ngủ nữa. Thì nó đói nó mới kêu nữa chứ nó không có quậy như nít ta khóc đó, không có. Có bà ngày rồi bây giờ biết rồi đòi đi chơi dữ lắm. Đòi đi ra lộ không có chịu vô nhà. Nóng cái gì con? Nóng rồi rồi. Ai nói nó nồng mấy xong bánh trò chứ. Xíp chào, xíp chào. Xíp chào. Đâu ta. Chình chình chà. Chình chình chà. Chình tướng thằng này là xe dinh dưỡng vậy. Xe dinh dưỡng nó đi lụm cộng mà tay chân là hòa là hòa là hòa xe dinh dưỡng. Chình chình chắc. Đây thấy cái nhỏ con. Ôi ô thấy mẹ à. Cái nhìn kìa. Ê kêu cái này kêu dữ lắm. Con cậu Tư ở trển đó nó cũng y sĩ với bác sĩ tuần nghe đó. Mà nó nói để nó dạy Xuân Anh cách nuôi con mà con nó mới chạm tù lâu rồi đó. Nó nói ăn bánh giang, bánh thơm không mà. Cho đồ ngọt nhiều. Nó tù lâu vậy đó. Bữa hả không tốt. Mấy bạn của anh Triển ở bên Mỹ nó nói ha. Đối với bên Mỹ là nuôi như sàn gì là tốt đó. Tức là nó mạnh mà nó không sổ sữa. Còn Việt Nam mình á là khoái sổ sữa. Mà thật ra dồn ba cái đường vô